Người ta bảo mùa đông chỉ dành cho người giàu. Một là giàu về vật chất, hai là giàu về tinh thần. Vậy những người trẻ cô đơn như chúng mình, của cải thì chưa có, tình yêu thì lúc có lúc không, mông lung vô định, lấy điều gì để sưởi ấm lòng? Mình đã có những ngày dài ủ rũ với mùa đông. Hôm nay mình quyết định dậy sớm để làm một điều gì đó khác biệt với những bình minh lúc 2 giờ chiều. Bầu trời vẫn xám xịt, nhưng mình sẽ bắt đầu ngày mới bằng một tách trà ấm. Đôi khi trải qua những ngày đều đều giống nhau làm bạn thật sự mỏi mệt và buồn chán với thế giới này. Việc bạn cần làm là tô vẽ cho cuộc sống một chút. Hôm nay mình sẽ tô vẽ theo đúng nghĩa đen. Đã lâu rồi mình không ngồi xuống và vẽ một bức tranh để thư giãn. Tất cả là để tăng tương tác và công việc. Cứ thế thì tâm hồn mình sẽ héo mòn mất. Khung tranh, toan và cả màu vẽ này mình đã mua chắc cũng phải được hơn nửa năm rồi. Nay mới có dịp lôi ra dùng. Mình thì không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp. Tất cả mình có là niềm yêu thích vẽ vời. Đôi khi niềm yêu thích ấy cũng trồi sụt ghê lắm. Nhiều bạn thì hay hỏi mình là làm thế nào để có thể vẽ đẹp. Câu trả lời của mình thì vẽ nhiều thì sẽ đẹp. Nhưng thật ra thì bạn cứ vẽ thôi. Khi bạn yêu điều gì đó thì tự nhiên bạn sẽ thấy nó thật đẹp. Khi niềm vui vẽ tranh chỉ là nghịch màu, vẩy màu, quệt quệt rồi lại chùi, rồi lại lấy màu. Bạn chẳng cần quan tâm đến kết quả. Không ưng thì mình lại trồng màu khác lên. Nó dễ dàng, không khó nhằn như cuộc sống nhỉ. Kỳ lạ là mỗi khi vẽ tranh mình lại chẳng suy nghĩ gì nhiều về bức tranh. Mình cứ vẽ mà chẳng suy nghĩ về màu sắc, bố cục. Đúng hơn là trong đầu mình trống rỗng, chỉ đơn giản là thư giãn thôi. Trước đây mình là một sinh viên của trường kiến trúc. Môn mỹ thuật cũng có nhưng nó không phải là một môn chính cho lắm. Nên là cách vẽ của mình vẫn có phần ngô nghê. Nhưng mà mình cũng không quan tâm mấy. Khi mà bạn làm một điều gì đó cho bản thân, bạn hoàn toàn chẳng sợ điểm số hay là lời người ta nói ra nói vào, hay là một chuẩn mực nào đó. Tất cả chỉ là để hài lòng bản thân mình mà thôi. Đã bao lâu rồi bạn không tự làm mình vui? Đã bao lâu rồi bạn luôn phải để ý làm vui lòng người khác? Mình là một người sống khá là theo cảm hứng. Điều là mình thoải mái thì mình mới làm. Thứ mà ảnh hưởng tới cảm xúc của mình thì mình sẽ tránh. Miễn sao nó không ảnh hưởng tới cảm xúc của người khác là được. Bạn vui thì bạn mới có thể mang được niềm vui cho người khác. Còn khi mà bạn mang niềm vui cho người khác mà tâm hồn của bạn đã chết từ bên trong thì nghe có vẻ không ổn cho lắm. We'll be right back.
Bức tranh này mình vẽ một anh chàng cô đơn ngồi trên nóc nhà ngắm bầu trời xám. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Khi bạn buồn, bạn có thể tìm người chia sẻ. Bạn nói ra được nỗi buồn của mình, bản thân bạn sẽ vơi bớt buồn. Khi tâm trạng bạn không ổn, bạn cũng có thể viết ra những khúc mắc ấy. Điều đó giúp bạn nhìn nó rõ hơn và có cách khắc phục. Khi bạn cô đơn cũng như vậy. Mình thì mình vẽ ra một vài sự cô đơn. Khi hoàn thành, nỗi cô đơn được gửi một ít vào tranh. Có thêm một bức tranh để lưu giữ lại kỷ niệm những ngày trẻ như thế này. Thật tuyệt đúng không? Cô đơn là tuổi trẻ là cô đơn. Bạn à, không có bàn tay nào muốn nắm lấy bàn tay của bạn, thì bạn cũng có thể mượn tạm hơi ấm của một tách trà, bạn tự pha. Không có ai nói với bạn những lời yêu thương, thì bạn cũng có thể nhấm nháp một vài màu chocolate đắng mà ngọt. Không có ai trao cho bạn một cái ôm ấm áp, thì đừng quên mặc nhiều áo một chút. Không sợ xấu đâu. Cuộc sống của bạn, nói bận thì cũng bận, nói rảnh thì cũng rảnh. Bạn bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng lại thật rảnh rỗi mỗi tối về nhà, mỗi chiều chủ nhật. Chẳng có ai để đợi mong, nói chuyện, chẳng có ai rủ bạn đi ăn. Nếu bạn rảnh, hãy tạm thôi quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa. Đừng bận tâm nữa tới người chẳng đợi tin nhắn của bạn. Hãy làm những điều bạn thích, những việc bạn chưa từng làm. Miễn sao bạn cảm thấy thoải mái với nó, bạn cảm thấy bình yên từ tận bên trong. Mặc dù chẳng có ai ở bên cạnh mình, bạn ổn theo một cách thật ổn. Hãy cùng mình khám phá cuộc sống theo một cách thật khác nhé. Những điều mà bạn chưa từng quen. Hello, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hy vọng mọi người có thể thích nó. Hãy subscribe và follow mình trên YouTube cũng như là Insta cá nhân Contact SC nhé. Mình sẽ cố gắng ra clip nhiều hơn, thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người. Quên nữa là mình làm clip không có chủ đề gì cả, mình sẽ làm linh tinh.